Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chị em Song Mỹ sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người đánh rào nhạc của bài then Lập Xuân. Trước khi vào đánh rào nhạc thì chúng ta sẽ đọc cảm âm một lần. Son son re 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 son son la son re re do re do re son son re 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 do re re mi mi re re do la do re re mi re re mi re re si la son mi re si son la son mi son re re mi son la son re mi re si re son mi son si la son re mi son la son re son re 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 son la son re 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 re. Vậy là chúng ta đã đọc xong phần cảm âm. Trong bài này thì có những chỗ chúng ta cần phải đánh hoa mỹ, đó chính là đô rễ son, là chúng ta cào nốt la son, cào nốt rễ si là vuốt dây, mi son rề là vuốt dây, còn rề mi son là nhấp dây. Sau đây chúng ta sẽ thực hành trên đàn. Son son re 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 son la son re re do re do re son la son re 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 do re re mi re mi re re do la do re re mi re re mi re 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 si la son mi re si la son mi son re re mi son la son re re mi re si re son mi son si la son re re mi son la son re re son re 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 son la son re 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 re. Vậy là chúng ta đã học xong rào nhạc của bài then Lập Xuân. Mọi người hãy kiên trì luyện tập để có kết quả tốt nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Còn những ai có nhu cầu mua sổ hạt then xin liên hệ cho chị em Song Mỹ qua số điện thoại 0868280091 hoặc nhắn tin vào trang Facebook Hạt Then Đàn Tính Hà Nội để chị em Song Mỹ tư vấn cho mọi người.